Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe NG5 nhập khẩu nguyên chiếc, chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan và nhá, chiếc xe được sản xuất năm 2022, nhập về Việt Nam là cuối năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội luôn quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe có thể nói là siêu lướt, tất cả là còn nguyên bản, nguyên bản từ dàn lốp luôn bạn nhé, nhập khẩu từ Thái Lan. Đấy, phân khúc NG thì bây giờ thì các bạn biết rồi đấy ạ. Những chiếc xe NG nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam đang bán rất chạy tại thị trường Việt Nam ạ. Có thể nói là rất hot, bởi vì với thiết kế rất đẹp luôn, thiết kế thì trẻ trung và rất nhiều option. Đấy, được rất nhiều các thanh niên yêu thích những cái dòng xe này. Các bạn xem về những cái phần đuôi các bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp luôn, thể thao giống như một chiếc xe sportback, có thể gọi là sportback luôn các bạn nhé. Rất là đẹp này, 2022 nhập khẩu nguyên chiếc, mà chiếc xe này thì mới lăn bánh được có 2,5 vạn thôi bạn ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, lăn bánh 2,5 vạn này, tất cả là còn nguyên zin luôn bạn nhé. Sơ qua về phần ngoại thất bên ngoài thì bạn thấy đấy ạ, nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều các bạn nhé, nước sơn zin còn tương đối là nhiều. Và nhìn về cái phần đằng trước đây, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, quý vị các bạn xem ạ, một chiếc xe này là form mới rồi này, NG5, nhiều người gọi là MG đấy ạ, đọc là MG đấy ạ, đọc tiếng Anh là NG5 các bạn nhé. Đấy, và rất đẹp đây, cụm đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày hay gọi đèn daylight đầy đủ rồi, và rất mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé, tất cả còn rất mới, rất là đẹp này. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Option của những chiếc xe này thì rất là nhiều luôn quý vị các bạn nhé. Đây, là giàn đúc này, lốp còn nguyên zin này, cả giàn lốp này là nguyên zin, đều 2022 đây các bạn nhé. Đấy, lốp nguyên zin và đều sản xuất năm 2022 hết đây các bạn nhé. Đây, đều 2022 này và còn rất dày như này đây. Lốp siêu cua cũng mới tinh, chưa hạ quý vị các bạn nhé. Nguyên zin cả giàn này, tôi quay thật chi tiết cho quý vị các bạn xem nhé. Cả một dàn lốp rất dày đây. Đấy, 22 này, còn nguyên zin này. Đấy, tất cả đều nguyên bản này và rất đẹp luôn, cả dàn lốp còn nguyên zin. Đấy, nguyên zin hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa, mới lăn bánh có 2,5 vạn thôi các bạn ạ, thì là rất là đẹp rồi bạn ạ. Một dàn lốp chạy ít nhất phải tầm 7-8 vạn bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn nào mà mua những chiếc xe siêu lướt như thế này thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều đấy ạ, về chỉ việc chạy thôi, không phải làm gì cả. Tất cả thì đều rất đẹp như này đây. Option thì những chiếc xe NG này rất là nhiều rồi các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất các bạn xem, mẹ nước sơn đều rất là đẹp này. Cụm đèn hậu cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Đấy, cụm đèn hậu này, logo này, chữ này đều rất là mới luôn. Cụm đèn thì chưa có xước sát gì cả các bạn ạ. Đằng sau các bạn xem này, cái phần bô sau này rất là thể thao quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả các anh chị em thanh niên bây giờ đang rất thích chiếc xe này các bạn nhé, bởi vì thiết kế đều rất đẹp như này đây. Một chiếc xe có phải nói là rất là hoàn hảo quý vị các bạn nhé, nhiều người đều thích. Và tôi cũng xin chia sẻ giới thiệu thêm cho quý vị các bạn, chắc là quý vị các bạn cũng đã tìm hiểu nhiều ở trên mạng rồi. NG là một hãng xe có thể nói gọi là con lai, cha đẻ của nó là từ Anh Quốc đấy, tức là ngày xưa là bắt đầu hãng này là của Anh Quốc, sau đó một tập đoàn ô tô lớn của Trung Quốc đã mua lại cái hãng này và bây giờ được sản xuất tại Thái Lan quý vị các bạn nhé. Cho nên là nó giống như một con lai từ Anh Quốc và Trung Quốc các bạn nhé. Đấy, thì tôi cũng chỉ giới thiệu qua thôi. Quý vị các bạn nào mà tìm hiểu kỹ về hãng xe này thì quý vị các bạn có thể tham khảo trên mạng. Đấy, tham khảo các kênh YouTube mà anh em chuyên review về xe nhé. Còn tôi không chính về review, mà tôi chính là chủ yếu là đăng bán thôi, giới thiệu về chất lượng của chiếc xe để cho quý vị các bạn thấy. Thứ nhất là giới thiệu về xe này, chất lượng này, giá cả thôi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì động cơ được trang bị là 1.5 giống như chiếc xe Mazda 3 các bạn nhé, và cũng rất tiết kiệm nhiên liệu này. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố này, chỉ 6,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu trong đô thị 7,8 lít, còn ngoài đô thị chỉ có 5,3 lít thôi các bạn nhé. Rất là tiết kiệm, ăn uống rất là khiêm tốn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đấy, đây là cái phần nội thất này. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này, cam kết với quý vị các bạn là nguyên zin hết nhá.
tabi nguyên zin và rất đẹp đây, toàn bộ từ tabi. Vô lăng thì các bạn xem này, như mới luôn các bạn này. Vô lăng phải nói rất là mới này. Đấy, vô lăng mới nhá, đồng hồ công tơ mét 2,5 vạn này. Đấy, màn hình thông minh rồi, màn hình Android thông minh rồi các bạn nhé. Nỉ trần các bạn này. Chiếc xe này thì nó là siêu lướt rồi, cho nên là nó không khác gì một chiếc xe mới đâu các bạn ạ. Toàn bộ nội thất còn nguyên zin này. Đấy, nội thất nguyên zin, tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan các bạn nhé. Đấy, sản xuất tại Thái Lan. Rất là đẹp luôn. Đây là cái này là cái phiếu bảo dưỡng này. Chiếc xe này cũng đều được bảo dưỡng tại hãng này. Đấy, bảo dưỡng tại hãng, đang đồng hồ đang 2,5 vạn. Đấy, đang hẹn 2,7 vạn này. Đang hẹn 2,7 vạn nhé, 2,000 nữa, 2,007 nữa thì đi thay dầu. Tiếp theo, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa nguyên zin này. Tabi cánh cửa đây, đều rất đẹp này, toàn bộ từ tabi. Nội thất ghế sau này đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, những cái phần bậc cửa này, phần thảm nguyên zin của xe này, thảm nguyên zin vẫn còn này. Đấy, cũng tích hợp rất là nhiều cái công nghệ option rồi công nghệ này. Đấy, từ những cái chân cắm USB này. Đấy, nhìn về đằng trong các bạn xem này, cái cần số này. Đấy, đến vô lăng thiết kế rất là thể thao quý bạn ạ, có cả cảm biến áp suất lốp rồi các bạn nhé. Chiếc xe phải nói là rất là đẹp đây này, đã có màn hình sẵn này, cam hành trình đầy đủ rồi các bạn này, cam hành trình rồi các bạn nhé. Một chiếc xe rất đẹp đây. Cùng phân khúc với những chiếc xe Mazda 3, nếu như quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe Mazda 3 thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn chiếc xe này khoảng hơn 100 triệu. Đấy, chúng tôi đang bán chiếc xe này là chỉ 419 triệu đồng thôi quý vị các bạn nhé. Cốp sau này, keo chỉ cốp sau nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cốp sau nguyên zin này. Đấy, và cái cốp sau này thì cũng rất là mới đây các bạn này. Chủ xe là bọc cả vô lăng, chúng tôi đang tháo ra để tôi quay. Chứ còn là chủ xe bọc vô lăng nhé, tất cả đằng sau là rất mới này. Lớp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ này. Đấy, còn nguyên vạch sơn này. Chưa dùng một tí nào ở cái lốp sơ cua này các bạn ạ. Đằng sau này thì không khác gì một chiếc xe mới. Tôi mở ra còn nguyên mùi mới các bạn ạ. Cho nên là quý vị các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này thì yên tâm luôn nhá. Yên tâm về chất lượng, không có cái gì phải lo cả. Biển thì Hà Nội rồi. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Toàn bộ là keo chỉ cũng còn nguyên zin này. Tabi cánh cửa này đều rất đẹp luôn bạn nhá. Đấy, cánh cửa này, ốc các thứ là còn nguyên zin luôn. Mở cửa ra là toàn mùi mới của xe thôi các bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là đẹp và hoàn hảo luôn quý vị các bạn ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa nguyên zin này. Tabi cánh cửa đều rất đẹp đây các bạn xem. Một chiếc tabi rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Không khác gì một chiếc xe mới. Toàn bộ từ tabi cho đến tablo đều rất là mới như này đây. Vô lăng cần số. Đây, cần số này, phanh tay điện tử rồi bạn nhé. Phanh tay điện tử này, phanh tay này là auto hold. Đấy, đầy đủ luôn các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe option thì nhiều, chất lượng thì tốt. Nhập khẩu từ Thái Lan thì quý vị các bạn yên tâm rồi. Những chiếc xe Toyota hoặc là những chiếc xe Mazda nhập khẩu cũng đều nhập từ Thái Lan các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này, chiếc xe này là còn mới và nguyên zin luôn các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái nắp capo này lên để xem về trái tim của chiếc xe NG5 này các bạn nhé. NG5 2022. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái capo này lên. Trái tim của chiếc NG5 2022 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít quý vị các bạn nhé. Đấy thì rất tiết kiệm xăng, tôi vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn xem mức tiêu thụ nhiên liệu rồi. Và chiếc xe này động cơ là được kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Đấy, và tất cả còn nguyên zin này. Ốc chân máy còn nguyên này, ốc mặt máy này. Tất cả các con ốc này là đều còn nguyên zin hết luôn mà nhá. Không những còn nguyên zin và động cơ còn rất mới đây mà này. Lăn bánh mới 2,5 vạn thôi, cho nên là tất cả còn rất mới này. Nguyên zin từng con ốc này, từ ốc cabo nguyên zin này. Keo chỉ cabo cũng là nguyên zin luôn quý vị các bạn nhá. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên zin luôn này. Đến nước sơn còn zin cơ, cho nên là tất cả còn nguyên zin từ xương đầu. Đấy, xương đầu này còn nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Không khác gì một chiếc xe mới đâu. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe NG5 2022.
đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chiếc xe này đăng ký tháng 8 năm 2022, đăng ký biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị bạn, tất cả là còn nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước gì cả, nguyên bản zin từng con ốc. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 419 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe NG5 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe NG5 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Rất là nhiều. Thank you.